Năm 2022 được đánh giá có nhiều biến động với cả doanh nghiệp và người lao động. Từ nửa cuối năm nay trở đi thì thị trường lao động ảm đạm hơn do việc cắt giảm đơn hàng, các công ty hạn chế tuyển dụng và không có nhiều việc làm mới vào cuối năm. Vì vậy, người lao động lo sẽ không có tiền thưởng Tết. Ghi nhận tại một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động và chịu tác động của sụt giảm đơn hàng, nhưng dự kiến thưởng Tết vẫn được bảo đảm. Ngành dệt may và da giày thời điểm cuối năm phần lớn phải giãn việc cho người lao động. Song nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu của ngành vẫn vượt so với chỉ tiêu và lương của người lao động được điều chỉnh tăng. Cho nên mức thưởng Tết toàn ngành vẫn có sự tăng trưởng vượt bậc so với năm trước. Thì tiền lương đều tăng cả. Tiền lương bình quân của 10 tháng hoặc là 11 tháng từ đầu năm đều tăng hơn khoảng 5-7%. Năm nay thấp nhất người ta cũng đều được ít nhất cũng được một tháng tiền lương. Các doanh nghiệp vẫn cam kết đảm bảo được cái quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là thưởng Tết. Năm nay mặc dù cái suy giảm đơn hàng nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì được cái mức tăng lương tháng thứ 13 5-6% so với năm ngoái. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết các ngành sử dụng nhiều lao động là những ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta vẫn có thưởng Tết cho người lao động. Mức thưởng cơ bản cao hơn năm trước. Nhưng trên toàn thị trường lao động thì mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong những cái ngành mà gặp khó khăn do cái sụt giảm về đơn hàng rồi là tình hình khó khăn trong quá trình sản xuất thì sẽ giảm về tiền lương và tiền thưởng. Một số các ngành khác thì tương đối là ổn định. Phương án thưởng Tết đã có từ đầu năm và tôi tin rằng là người sử dụng lao động và người lao động sẽ trao đổi để có được cái mức thưởng Tết phù hợp. Mức thưởng Tết năm nay được dự kiến giảm từ 15-20%, số người nhận thưởng cao đến 100 triệu sẽ không có nhiều, còn lại phần lớn mức thưởng Tết tương đương từ 1-2 tháng lương.